quyết tâm là sẽ quay lại để cho cả nhà một cơ hội nữa. Từ xưa thì tụi mình đã từng đến Túc Túc ăn rồi, cách bao nhiêu năm này nhỉ? Mấy năm trước nhỉ? Chắc là phải tầm 2-3 năm trước. Hồi đấy thì bọn mình ăn được cái set menu đồ healthy và cảm thấy nó không hợp khẩu vị lắm. Hôm nay bọn mình quyết tâm là sẽ quay lại để thử tất cả những cái món gì mà signature nhất của Thái Lan, ví dụ như là bạt thái này, cá hay là sắp sườn. Nếu như các bạn đang muốn biết bí kíp để ăn đồ Thái rẻ tại tất cả các quán Thái ở Hà Nội thì nhớ xem đến hết clip này nha. Đây là một quán Thái khá hot ở Sài Gòn và đã mở được 9 năm. Đây là lần thứ 2 tụi mình ghé cơ sở Hà Nội, đã mở sang năm thứ 4. Chắc hẳn trong tháng 4 này thì các bạn sẽ đều lướt thấy cụm từ lễ hội Songkran, tức lễ hội té nước chào mừng năm mới ở Thái Lan. Và đó chính là lý do nên đi ăn các quán Thái ở Hà Nội vào tháng 4 này. Bởi vì Túc Túc ở 31 triệu Việt Vương hay rất nhiều quán Thái khác cũng vậy, cứ tầm này thường giá sẽ rẻ hơn hẳn đấy. Bí kíp đó nha. Túc Túc thì có một chiếc ban công ngập nắng này, nhìn xuống đường phố rất xinh. Còn bên trong sẽ là không gian kiểu đèn vàng ấm áp theo phong cách bistro, nên từ đồ ăn tới uống đều đa dạng. Như bàn mình mỗi ngày 250k mà 8 món lận. Nguyên liệu bọn chị sẽ chuyển trực tiếp từ bếp tổng ở Sài Gòn ra Hà Nội. Có rất rất nhiều món đặc trưng của Thái theo dạng truyền thống của mọi người ăn. Mọi người sẽ cảm nhận được một cái chiều sâu vị giác. Lần này quay trở lại thì thành công xuất sắc nha. Lại còn bị tiếc vì không cho quán này một cơ hội sớm hơn. Cái hồi xưa sửa ăn đồ kiểu healthy ở đây thì đúng là không thể hợp khẩu vị lắm thật. Thì bẵng quên em nó luôn và đến tận bây giờ mới đi thử những món rất Thái này. Cả một số món mà mình thấy khá là sáng tạo như là hải sản xào cà ri trứng muối ăn cùng với bánh roti. Không phải quán Thái nào cũng có đâu đúng không? Thì ôi chao, cái kiểu đậm đà rõ từng vị ở đây hợp khẩu vị bọn mình vô cùng. Nhất là cái em thắp sần cay đầy đặn này mà được hầm như róc xương này. Phần nước dùng cứ khiến tụi mình suýt xoa mãi thôi. Chua cay mặn ngọt vị nào ra vị nấy. Xem một củ 4 người như mình ăn thì kết thúc sẽ có thêm một chút tráng miệng, cả một bình trà nữa. Nếu dịp này chưa được đi thử Túc Túc ở Thái Lan thì có thể đi Túc Túc ở Hà Nội nhé.